Vâng, sau đây test con 5000X thùng xốp thì các bác xem. Đấy. À, test hoạt động nha. Đấy, tất cả hoàn hảo hết. Rất là đẹp luôn. Bác nào sưu tầm rồi con này rồi là hết ý luôn. Đây. Đang chạy đường táp nha, đường táp nó mới sáng đèn nha các bác. Sáng đèn nó mới đẹp. Đây, táp này. Rồi thì video này là kết thúc video test sản phẩm cho bác chủ xem thôi.